Sáng qua 21 tháng 12, Tập đoàn Giáo dục UNED phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo ứng dụng phương tiện nghe nhìn trong giảng dạy bậc tiểu học. Tham dự hội thảo có đại diện các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. Tại buổi hội thảo, đại diện tập đoàn UNED đã giới thiệu bộ giáo trình bằng hình ảnh dành cho học sinh tiểu học mang tên Skycare, khoa học sống động trong mắt em. Đây là dự án mang tầm quốc tế đã được Tập đoàn Giáo dục UNED nghiên cứu trong nhiều năm. Bộ giáo trình được coi là sản phẩm trí tuệ đột phá thay đổi tư duy dạy và học trong nhà trường. Giáo trình là một bộ đĩa nhỏ gọn vì thế học sinh mang đi và học tại bất cứ đâu. Giáo trình Skycare gồm nhiều tập phim, mỗi tập phim truyền tải nội dung, một bài giảng trên lớp. Kiến thức trong các tập phim bám sát nội dung học sinh học được trên lớp và đã được Bộ Giáo dục thẩm định về nội dung và chất lượng. Những dẫn chứng thực tế sinh động và hình ảnh sẽ giúp các em hào hứng học tập và tiếp thu bài giảng tốt hơn. Tập đoàn UNED sẽ hỗ trợ kinh phí và phương tiện giảng dạy cho các đơn vị tham gia thực hiện dự án, cung cấp tài liệu cũng như là tập huấn về phương pháp giảng dạy. Thời gian tới, bộ giáo trình bằng hình ảnh này sẽ được triển khai tại 24 tỉnh thành phố, trong đó có tỉnh Hải Dương.